các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu máy thổi oxy VS9800. Công suất 2,5W. Đây là máy thổi oxy VS9800. Bên hông của cái máy nó có một cái nút chỉnh lớn nhỏ của cái độ thổi oxy. Chỉnh lớn, chỉnh nhỏ ngay đây. Máy thổi oxy VS2008 một dội. Giờ mình bắt đầu test cái máy cho mọi người cùng xem nha. Đầu tiên mình sẽ test cái máy với một dội oxy. Ok, xài rất tốt. Sau đó mình đang tăng số lượng lên, test cái máy với hai số oxy. Xài cũng tốt nhưng có vẻ nó hơi yếu hơn so với các dòng máy VS248 và VS348. Ok, giờ mình sẽ test thử cái ba cục oxy cho mọi người xem. Vậy là với cái máy VS2008 này, chúng ta có thể sử dụng sưởi cho cả ba cục sưởi oxy. Để sưởi một lúc nhiều cục sưởi oxy đó, các bạn phải mua những cái tê. Cái tê này mục đích để chia đôi cái oxy của mình ra. Còn cái này ngã tư dùng để chia ba cái oxy của mình ra. Ok, cảm ơn mọi người xem video của mình nha. Bye bye.